Em về về nhà em Hiền. Thì em Hiền đây, em Hiền đây. Được Chào cả ăn nhà nha. được ăn Ngô bê chân cá cháu cá chấm quay. ruốc, cá chấm ruốc đây đây cá. Ngon lắm. Đây là thịt chuột. Đây đây không cá này, cá này. Đây. Ăn một đĩa đây rồi nhưng bây giờ con bệnh viện ăn nổi đây đây. Để quay đây, khoe cho anh em thôi biết xử nghề là ai được ăn món cá. Dù đi ra mình nhớ bê chữ nghề nhưng mà cầm buổi đâu nhỉ? Cầm ruốc ruốc. Cầm buổi đấy chứ. Đâu? Rồi cầm buổi rồi. Làm một bát cầm buổi rồi. Bây giờ. Quéo được. Có lẽ tao bạch rồi. Lúc gà này. Rồi, gà này. Nghiền như nghiền mọn ý. Mà quê chóa vịt ruộng lắm anh cả đòi đấy. Ăn cả đòi luôn. Ruộng ăn hay cả đòi thôi. Điểm tần sang mày chị ăn bắt cả đi đó. Đòi nữa. Ăn đi. Tôi đã bảo nó ăn đâu, ăn ruộng không à? Mình về ăn tiết kiệm đi. Ăn tiết kiệm. Không không nên ăn thịt tha như ăn cá ăn ruộng. Cá với ruộng mặn mặn ngon thịt cả đòi đấy chứ. Ăn cả đòi đấy. Tranh thủ nên nên nổ cái bát ní. Lên cả đi. Đây đây đây. Sao? Đây cả nhà nhá, nè. Đây 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 đây. Con 1 2 3 4 5 6 7 7 miệng nữa. Có cả rổ bên. Cắt ra nha. Làm đi đấy. Bỏ hết đi. Cắt cho mày miếng cá này đi. Không. Không, em cắt, ăn cắt. Anh ăn chứ. Em ăn được thôi cắt à. Anh em làm nút. Chào cả nhà nha. Đây 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 ăn về đi. Cá mắm tôm đi. Đây đây đây. Cá bị thuốc. Ăn là phải nhúng ở đây này. Kỳ thuật ăn cá phảo mắm tôm. Cá phảo mắm tôm đấy. Ăn là phải cho vào đây xúc lên này. Rồi. Cái này là ăn cá hay là ăn ruốc? Cá ruốc. Anh em ta như cá với ruốc đêm thắp đuốc đi cả đêm. Đây đây. Chào thằng ăn. Đây đây đây. Đến giờ có nửa chén đây, nửa chén. Mấy cái bỏ hết. Làm nốt cả đĩa luôn. Bạn Trúc nói là 6 thằng cả đĩa cả từ 10 giờ thì ăn chưa hết chén mà làm bảo đến làm. Để có cái lần ăn ruốc nhiều là hay đến đây. Còn đi về ta muốn ruốc ta ăn. Ăn đầm đà, ăn đầm đà. Mà ngon lắm. Ôi trời, hàm lắm. Cảnh alo của người Việt đấy. Ăn ruột không? Ăn hết cả đĩa này. Ôi trời. Đấy có vẻ là ai cũng được ăn đấy. Nhà Hiền ngồi thèm có được ăn đấy. Đấy, chủ nhà ngồi thèm này. Ông Nghiêm ăn, ông Nghiêm ăn. Rồi bó tay. Đây nè. Đây là review món ruột nhá. Cá phảo mắm tôm. Ruốc này là ruốc của cô Nguyễn Lô Hòa hiệu phó trường Lê Lợi đấy. Cùng đứa tôi nhìn cháu lên đó. Em cảm ơn cô. Ngon quá. Đây hết một bản này. Ăn cá với ruốc. Hết một đòi. Hết một đòi. Cá mối. Cá mối, cá mối. Thôi cha. Giờ đến mối. Tới đến mối, cá mối. Nhụt mặn chua cá ngon lắm em ơi. Nhút mặn chua cá ngon lắm em ơi. Ê, cái mặn chua con bận hết rồi để toán vừa chứ không con ăn nhút mặn chua cá mỏi mặn gừng cay đấy mỏi mặn này mỏi mặn của mình muối mỏi có nghĩa là cho vô hù đấy rồi mỏi mặn nhút mặn chua cá mỏi mặn gừng cay. Ừ. Ôi giời ngon, ăn toàn mồ hôi vần ngon. Nhai rấm rấm luôn nha. Nhai liền luôn. Ăn ngon tuyệt đấy. Ôi giời. Ăn như ta làm đòi nữa. Đến tận sáng canh rồi ta làm đòi nữa. Đấy, làm đòi nữa. Coi ăn. Đấy chứ vì có bài mới à hay sao? Mới bài mới đấy. À. Bài mới là liên quan đến ca này. Rồ rã giữa ca mỏi mặn hương cay ngựa dòng sông Lam có chuyến đo ngang to sang pha bến thủy nhút mặn chua ca ngon lắm em ơi nhút mặn chua ca ngon lắm em ơi. Tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương hẹn hò đêm trăng
đến tận sáng canh rồi ta làm đòi nữa. Mùi quyết nghiêm minh cảnh đẹp nên thơ sơn thủy hữu tình tình mình như mơ. Đấy, làm bản được, làm đòi nữa. Đấy, cơm mẹ, chào miếng cơm mà. Không đòi đi, đòi đòi ca chứ không phải đòi cơm. Không, nhưng mà phải ăn miếng cơm. Ca này, ngon lắm. Tôi đột chết đấy. Chúng ta mặn chua cà đúng không? Mình mặn chua. Ơ, tư tư. Ủa thế chứ, cho ông ra bán nữa rồi. Ăn miếng cơm đi không có. Sắp rồi. Nhưng mà anh phải chờ em đó, Ngọc ạ. Dạ? Phải dừ dòng, phải dừ dòng chứ. Anh chờ em chứ. Việt trò đang ngồi kiểu... Anh chờ em đây đấy. Anh chờ em đây à? Hiền đấy. Cả nhà ông chẳng luôn. Hiền á thì hơn á phạm tỷ thôi. Còn đi sai nghề hả? Đi sai nghề. Hiền là Hiền Mồi Châu đi sai nghề. Khó lắm cả nhà. Rồi view mỏng gọi ca đấy. Ăn ăn nội bản đi. Ăn hết chỗ này sau không quay. Chỗ này là 418 ui dồi ôi, lâu lắm. Ăn miếng cơm đợi sau rồi. Đấy, cả nhà nhá. Ngon không, ngon không? Ai mà cần mua thì gọi Hiền nhá. Có số điện thoại tìm được ghim lên nhá. Hiền xóm à. Hiền ruốc. Hiền xóm chờ. Hiền xóm chờ nhá. Thế thế này. Thế mai vốn lệ giọng ạ. À giọng như kiểu à nhưng mà 2 2 3 bán nhưng mà cố số điện thoại nó để cho lên để mọi người là đặt ruốc cái nước mắm của cô Lô Hòa cô Lô Hòa ở cấp 3 số điện thoại cô đang để đọc để tân kỳ đấy để mọi người đặt đấy cô cũng bán lắm cô có bán có nhưng mà à để ghim sau nhỉ. Ôi con cảm ơn cô nhá. Con này bảo là cô Hòa cô Lô Hòa ngon quá. Cái là cô Tằng đấy, cô Tằng Mạnh Hiền đấy. Cô Tằng Hiền đấy. Nhớ nhớ bảo ăn hết rồi. Bảo ơi. Này anh em kiểu bảo ăn thuộc thịt thối này. Rồi. 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 Chào cả nhà nhé. Bên này sủng mới sờ ruốc còn áp áo được ruốc. Rồi ngon quá cả nhà. Đấy ai em. Ai muốn mua cá mua rùa thì alo cho cô Lô Hoa ở trường cấp 3 Lê Lợi. Số điện thoại thì áp bảo sẽ ghim sau. Đây, học sinh của cô đây, Hiền đây. Đấy, cảm ơn Hiền nha, mang cả đĩa đấy, vì áp bảo ăn hết đây. Cô tặng cô 2 chén mà pháo vào ăn mất chén. Đây, cả anh này. Đây, rồi, cả nhà này, đây, cả anh này. Cả nhà thì ăn mãi không thể áp bảo vô làm hết 2 đĩa luôn. Hãy đi hãy đòi luôn chứ. Hãy đòi luôn. Chào cả nhà.